mến chào tất cả quý vị anh chị các bạn. Sáng hôm nay, ngày hôm nay cũng là 26 Tết rồi, 25 Tết rồi. Thì biên đảo một vòng cái khu vực chợ hoa Tết ở gần chỗ Yên Mo này. Thì hôm nay thì Kiên thấy là cũng cái không khí mà mọi người đi sắm Tết, đi mua hoa Tết thì Kiên thấy là cũng chưa có nhiều nhá. Đa số là người bán rồi, người mua năm nay là Kiên thấy là cũng rất là ít. Thì hoa Tết năm nay Kiên thấy là cũng rất là đẹp nhá. Hoa Tết năm nay thì Kiên thấy là rất là đẹp. Những cây hoa mà gọi là năm nay thì như là hoa bông rất là nhiều luôn. Và đặc biệt là nở, người ta làm nở đúng dịp Tết. Nên là hoa rất là đẹp. Ở cái khu vực chỗ Yên Mo này á, thì Kiên thấy là rất là nhiều loại hoa, như là hoa giấy này, rồi hoa mai này, hoa giấy, hoa mai, hoa cúc. Đấy, thì đây Kiên thấy có các cô chú và chị đang đi mua hoa về này. Hoa rất là đẹp luôn. Đây Kiên thấy là những cái bồn cúc và những cái cây chậu cúc ở đây nè, nhìn đẹp, nhìn rất là tươi luôn và nó chưa có nở nhiều nữa. Mình mua về mình trưng có thể được là lực mà 3-4 ngày, 5-6 ngày gì đấy. Thì cái khu vực bán hoa thì anh thấy là bán có vẻ chậm hơn năm các năm trước. Đi một vòng để chia sẻ với quý vị cái không khí Tết, bà con đi mua hoa, rồi xem là năm nay là những cái nhà vườn người ta gọi là bán hoa có được hay không nhé. Năm nay thì công nhận cái thấy là hoa rất đẹp, hoa cúc đẹp mê luôn đúng không? Rất là nhiều loại cúc luôn ha. Đẹp mê ly luôn. Các cô chú chị đi mua về. Ở đây là cái con đường bờ bao Tân Thắng. Ở ngay bên quận Tân Phú, bên kia người ta có bán mai, các cái gốc mai rẻ đó rất nhiều luôn. Bên kia thì có bán hoa màu gà. Đấy. Hoa màu gà, hoa giấy. Rồi, Kiên sẽ đi một vòng nhé. Mình gắn cái máy như cái đầu xe này chạy cho nó đỡ bị rung. Quất, rồi hoa giấy này. Ở bên này có hoa thực dược này ha. Hoa thực dược rất là đẹp. Một chậu bao nhiêu cơ nhỉ? Hoa này là hoa thực dược đúng không? Lay ơn hả? Hoa này hoa gì không?
cô bán hoa mà không biết tên luôn. Hoa này là lấy từ Đà Lạt đúng không cô? Dạ. Cảm ơn cô, đi vòng này hôm nay mới 25 mà. 27, 28 mua về nó đỡ bị mua về sớm quá sợ đấy. Không, con đi chơi lao lát. À. Để qua Tết luôn á. Dạ. Không có còn. À, cái này nó có củ luôn rồi cô. Cảm ơn cô. Hôm nay bán được không cô? Dài dài không? Lên lai chứ chưa có mua. Dạ. Mua là hầu mua dùm lên. Dạ, dạ, hôm nào có mua thì con ra đây. Cảm ơn cô. Đây này là hoa giấy này quý vị. Hoa giấy rồi quất. Mà giấy nha. Sẽ đi một vòng cho quý vị xem cái khu bán hoa ở đây. Bên này là có mai này, rồi có những cái cây mai kim thủy này. Dọc cái con đường này thì mình thấy là bán rất là nhiều luôn. Đây có bán dưa hấu mà, dưa hấu trái siêu khủng luôn. Đấy, quý vị thấy là dưa hấu siêu khủng không? Trái này nó phải 5-6 kg, có giá cả chục ký. Này bao nhiêu ký chú? 20 ký. À, mới xuống cái khi tối 20 ngàn một ký. Trái này là khoảng 5-7 ký nên là 7-7-2-7-14 khoảng hơn 100 ngàn, 150-200 ngàn một trái nha quý vị. Dưa này thì về trưng thì rất là đẹp. Nhưng mà ăn thì nó hơi lạt nha. Có trái ăn rất là ngọt nhưng mà cái đa số là ngày trước cái kênh mua dưa bự này thì ăn nó lạt. Dưa này người ta hay khắc những cái hình tài lộc lên này. Rồi khắc những cái hình gọi là rồng phượng. Hôm nào thì kênh sẽ đi quay cái cảnh mà khắc dưa cho quý vị xem nhé. Bắt đầu là giờ là bà con người ta cũng đi sắm Tết rồi. Hôm nay cũng là 25 Tết rồi. Lấy căn dây góc này nè. Cái này nó thôi. Đừng có căn nó chậm. Không có mẫu rồi. Để ngồi đợi góc này căn đi. Đợi như thế nào trai? Dưa này có khắc không chú? Hả? Có khắc dưa không? Không có khắc. Không có khắc. Cái gì? Khắc. Dạ không anh. Đẹp nhưng mà nó lẹ bị ấy lắm. À, nó bị mềm. Nó lọt cái lời gió vô á. Cái đầu nó bị chảy nước. À. Một trái này chắc cũng phải 5-7 kg á nhỉ? Dạ, nó chung ra là từ 5 kg lên. 5 kg đổ lên. 5 kg đổ lên. Dưa này là từ đâu lên đây chú? Ở dưới ngoài Vũng Tàu. Vũng Tàu. Dưa Vũng Tàu. Năm nào cũng bán này hết trơn á. À, năm nào bán đây. Cảm ơn chú. Rồi. Tên gì ạ? Em kênh Sài Gòn Travel. Sài Gòn Travel à?
đi vòng xem bán hoa. Đây dọc con đường này này rất là nhiều, cái này là bán mai này. Mai này là mai người ta giờ người ta mới bỏ vào chậu này. Bao nhiêu một cây anh? Tùy cây anh. À nhưng mà khoảng bao nhiêu? Này nó tầm khoảng dưới 6 dưới 7. Nhiều dưới gì 6 dưới 7 cây. Có hàng bên kia là hàng mất tiền luôn. À bên kia là hàng gốc gốc ấy đúng không? Ừ, hoa chậu. À cái hàng bên kia đó là dâu sánh đúng không? À, anh chơi năm nay á, anh chơi xong anh gửi lại em chồng. À chồng cho anh. Mai này là quận 9 lên anh? Ở Bình Lợi á. Bình Lợi á. Cảm ơn anh. Cái gốc gốc mai cổ thụ này, cái này là gốc gọi là gốc bự cổ thụ. Thằng này thì cao tiền tại vì nó là gốc không phải là mình ấy. Không phải là thằng này nó là dạo gai á. À dạo bự. Dạo gai là bông bự ấy. Bông bự mà nó sai bông. Thằng này chắc 2 triệu cây ấy. Dạ không, thằng này á. Thằng này nó tới 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi cây. Cái hàng này anh chơi là gửi lại cho em chăm. Dạ. Năm cũng quanh. Đây quay khoảng 2 triệu. Anh đầu tư một lần cứ chơi hoài đấy. Chơi hoài, ví dụ như năm nào nó chơi 2 năm anh phải nghỉ 1 năm. À. Em sẽ tới cái khác anh chơi. À. Chứ không phải là chăm không có bông mà. Dạ. Anh không có chơi đây bán. Dạ. Bán đây. Anh bán đây đến ngày bao nhiêu? Em chưa 30. Chưa 30 là nghỉ. Dạ. Thằng này là cái cưng nhất giường đó. À. Đem đi. Đang cố kích cho bông nó ra sớm. Ờ, cái này năm nay thì như thấy bông nó hơi dễ thôi nhỉ? Dạ không. 5 ngày nữa đúng không? 5 ngày nữa bông nó ra kịp không ta? Kịp. Những thằng em để ra trước là cho nó đón nắng. À. Nó đón nắng với mình hỗ trợ cút. Dạ. Dạ. Nay cũng lạnh. Này hôm nay năm nay cũng hơi xe lạnh tí. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, anh nào mua anh ra ủng hộ anh. Có nhiều ủng hộ giúp em. Dạ. Nói chung là giá thì cái thấy là giá cái mai với lại các cái cây hoa cảnh ngày Tết thì cái thấy là giá cũng khá là ok. Đây này, đây trên này có một cái chỗ người ta bán mai nhỏ này. Cái cây mai này thì cái thấy là rất là nhiều nụ luôn. Một gốc này là bao nhiêu chú? 400 à? À 400 một gốc. Gốc này đẹp quá ha. Xin chào chú. Dạ. Đây có cái cây đó nở khá là nhiều này ha. Cây này nở nhiều quá. Cây này đẹp quý vị ơi. Đấy, cây này là nở ơi, nhìn cái bông này, bông đẹp quá trời luôn nè. Cây này bao nhiêu chú? Cây này chiều 2. Chiều 2 hả? Đẹp quá ha. Đây là chiều 2 nha. Bông nở bự quá trời luôn, bông này là 2, 4, 6, 8, 8, 9 cánh luôn. Quá đẹp. Đây, các cái cây trong này là chưa nở này, nhưng mà nay đến 30 Tết, mùng 1, mùng 2 là nở đẹp lắm. Ở đây những cái chậu nhỏ này thì mình phù hợp với lại nhà mình có không gian nó hơi nhỏ, hơi chật một chút xíu thì mình có thể trưng những cái chậu này. Cái chậu này thì mình trưng trên bàn nhỏ cũng được này. Hoặc là mình có thể mình trưng trên trên những cái chỗ nào mà gần ánh nắng một chút, như là cửa sổ hay là ngoài ban công. Cái nơi mà không gian của mình nó nhỏ hẹp hơn. Mình mua những cái chậu này khá là hợp lý nhá. Mà nói rất là nhiều bông luôn nhá, nên quý vị thấy là bông quá trời bông rồi.
bông đây là siêu nhiều luôn. Giá thì được có khoảng 200-300-400 rồi cả triệu cũng có nữa. Nói chung là giá này cũng mình chơi thế này là cũng hợp lý rồi. Bên kia là có bán cúc, bán những cái chậu cúc á. Chậu cúc để mình mua, mình để trước cái không gian như là cửa hàng này hay là nơi làm việc này, hoặc là để trước nhà cũng được nha. Đây có chậu cúc khá là nhiều hoa này. Nụ nhiều chứ nhỉ, quá trời nụ luôn, đẹp luôn, đẹp quá trời luôn. Nụ mà nó xây đầy đầy dĩ ít nữa mà. Thấy cây nào cái nấy là rất là nhiều nụ. Gốc của nó bự lắm nha, gốc của nó khá là bự. Năm trước con mua một cái gốc này bự hơn xíu mà về tại nhà không có ban công nên để nó chết luôn. Phải dưỡng nó chứ. Phải chăm sóc nó. Dạ. Nhà không có ban công, không có nắng á. Để nó chết tiếc quá trời luôn mà cái chậu bự lắm. Cây này đó. Ừ, nó lớn rồi đó. Mai này đẹp mà. Mai này mình lai rồi có coi. Mai đẹp quá trời luôn. Mai này rất rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì Kiên sẽ quay những cái chuyện hoa Tết để chia sẻ với lại quý vị nhé. Chúc quý vị có một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đặc biệt là mình ăn Tết thì nếu mà mình đi ra ngoài thì mình nhớ đeo khẩu trang rồi bảo vệ bản thân để bảo vệ sức khỏe cho gia đình người thân của mình nhé. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kiên. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về